Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trên tay tôi một chiếc đồng hồ rất là xịn sò ha. Nhưng mà chiếc đồng hồ này các bạn biết có bao nhiêu tiền không? Chỉ có 150 à. Đó. Nhưng bây giờ 150 là nghĩa là ship về đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ khám phá nó có những chức năng gì nha các bạn. Để các bạn nhìn thấy nè. À, đâu rồi? Đây là ốp nè, tắt. Rồi. À, qua đây là đo gì? Đo 220 nè. Rồi mình đo thử điện 220 nha các bạn. Rồi 220V. À, khi mình đo 200V mà mình đo 220V nó có hiện không nè. Rồi không hiện nha. Rồi đây là những đo 500V cho DC. Rồi đo 200V DC. Rồi cho 20V. À, nhiều thứ quá. Đo volt nha. Có thể đo volt được. Khi các bạn đo gì nè. Để thang cao á. Thì nó nổi số 9 nè. À, thấp chút xíu thì có thể là nhiêu. À, trừ 9, khi không ra các bạn đo lộn cọc không sao nha, lộn cọc không sao, đây, trừ 9 thôi. Rồi, nhưng mà đối với những cái đồng hồ như thế này các bạn không nên đo lộn cọc ở thang thang ôm. À, rồi, đây là thang gì? Thang kêu nè. Rồi, vậy ha, cái chưa? Rồi đo tăng si to nè, rồi đo ôm nè, đo ôm. À, các bạn đo thử một cái con điện trở coi nha. Mình để em lấy con điện trở đo thử các bạn nha. Rồi ở đây mình có một số con điện trở nha. À, thứ nhất mình đo bóng led coi nó được không nè. À, để thang này mình đo bóng led không được ha. Không sáng. Không sáng nha các bạn. Để thang kêu kêu coi nó sáng không. Rồi không sáng. Ờ sáng nè các bạn. Sáng nè ha. Cũng tiện dụng nha. Rồi như vậy thì mình đối với đồng hồ điện tử thì nó ngược lại với đồng hồ kim. À, đây là quay dương. Đây quay dương đây. Rồi, à, mình cũng cấm gì ha, còn đây là đo 10 ampere nữa nè các bạn, đo ampere nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái con này coi, để hai cái con này là như 1 kg phải không? Ký thì mình để chỉ 2 kg coi, 2 kg rồi đo coi nó có chính xác không nha. Ok, con này 1 kg nè các bạn ha, có sai số nha. Rồi để 200 kg, 200 kg thì mình không có để, mình đo không được nha, mình bật sang cái thang 200 kg nè. À, cái đây là 120 kg thì mình để thang 200 kg nha. Rồi 114 kg cũng khá chính xác đấy. Rồi diode thì các bạn để thang diode nè, để thang diode này ha. Rồi đo, giờ diode chỉ có một chiều ha, mình đo cái này nó không lên nè. Đó đồng hồ kim đo vậy là lên nha, đồng hồ điện tử là đo vậy không lên. Rồi diode đo không lên luôn, không lên luôn các bạn. Ờ, không biết là sao nhưng mà mình đo không thấy lên. Đo kêu lên không. Rồi đo cái chỗ này nè, đo lên nè các bạn. Đo cái chỗ đồng hồ mà kêu này thì nó lên nè. Nó lên 500 mấy ohm nè. Đó 500 mấy ohm. Để 200 ohm đo lên không nè. Không lên nha các bạn. Không lên. Rồi để kiểm tra cái đó thì mình sẽ tháo ra bên ngoài để coi nó có cái gì trong đây không nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra bên ngoài. Cái đây lấy gì đây? À, một cục pin. Rồi mình sẽ mở con ốc này ra. Rồi. Lấy pin ra nha. Xem bên trong nó có cái gì nè. Wow, một con chip dán. Đây các bạn nhìn kỹ nè. Ồ. Như vậy thì cái đồng hồ này khác với đồng hồ bữa hổm mình mua nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem kiểm tra coi nó có những gì trong đây nhé. Rồi các bạn hãy chụp màn hình lại để xem ở trong đây có gì không. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đồng hồ khác nha. Đồng hồ khác mình đo. Đo ôm nè. À, đo ôm hoặc đo kêu. Đo tiếng kêu hai cái. Rồi để ra tiếng kêu đi cho phát hiện cho nó dễ nha các bạn. Rồi kêu đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái đồng hồ này. Thường thì các bạn cắm vô que này là que đỏ, que này là que đen. Hoặc là các bạn đo ampere thì nó sẽ lộn điện đó. Lộn điện thì nó sẽ cháy. À, nó sẽ cháy cái đường mạch của bạn. Thì cái kiểm tra đầu tiên là cái gì? Để cho các bạn, giúp cho các bạn có cái kiểm tra ha. Thứ nhất là cái đường này là các bạn dò vào nè. Các bạn dò vào này ha, dò vào.
Các bạn thấy ở đây có một cái con điện trở, nó không biết nó còn hay không, nó đen đen này ha. Còn đây gì nữa, đây đoạn vào đây, đây các bạn nhìn thấy nè, nó đen đen. Con điện trở thường thường nó có ghi mã số này nè, mà con này nó bị đen là bị sao vậy các bạn? Có thể nó bị hư nha. Rồi như vậy thì nó có bị hư hay là có bị hao gì hay không? Thì bây giờ mình có những trường hợp xảy ra là các bạn cắm lộn cặp thì cái điện trở này nó sẽ bị hư. Rồi các bạn sẽ đo, đo điện trở thì các bạn nè, đo nè, coi đo đồng hồ kêu nha, chập kim trước khi đo. Rồi nó kêu rồi đó, các bạn đo bên đây với bên đây coi, nó không còn lên kim nữa các bạn, nó không còn lên kim nữa, các bạn thấy không, đảo kêu lại không lên kim nữa. Đây đối với những con điện trở này, đúng điện trở cầu chì. Mà tại sao, lý do làm sao mà cái máy của mình vẫn còn điện các bạn? Để đi cắm lại thử coi, vẫn còn đo đạt được hay gì chứ, nó đứt cầu chì rồi, đứt điện trở mà vẫn còn hay nữa. Vậy là những cái đường đó là những cái đường khác nha các bạn, những đường khác. Rồi để bật đây coi, đồ lên nè, thấy chưa, có thấy không, ampe lên nè. Rồi lên bình thường, thấy không, lên bình thường. Ồ ngon lành luôn, có đèn lên không? Ồ đèn lên luôn nè, cái máy này có đèn các bạn ha, nút hôi là ok hết. Mà tại sao cái cục chì này bị đứt ta? Đó, như vậy thì mình sẽ có cái sơ đồ của cái mạch khác để cho các bạn chụp hình lại nha, để lấy làm tài liệu. Các bạn hãy chia sẻ trên video, sau này các bạn sẽ xem lại nha. Rồi để không có luôn nè. Rồi bây giờ mình đo con này coi nó còn không. Cũng không còn luôn. Các bạn thấy nè, con này thay vì nó gắn cầu chì nè các bạn, thay vì nó gắn cầu chì, nhưng mà bây giờ nó gắn con điện trở nhỏ xíu thôi, mà cũng không còn. Nó bị đứt rồi nè, bị đứt rồi. Mà sao máy thì còn hoạt động đó. Như vậy thì các bạn thấy không, nó đây là một cái chức năng nữa mà nãy giờ mình kiểm tra mà mình chưa thấy cái chức năng này, nó bị đứt do bạn nào đó đã bị cắm sai chức năng này, nó bị đứt nha. Rồi bây giờ mình sẽ thay hai con này nha các bạn. Một là mình lấy cái cầu chì, mình gắt vô luôn cho nó xịn sò. Hai là mình sẽ thay cái con này giống như con này. Rồi giờ mình sẽ thay nó nha các bạn. Ở đây điện trở này là điện trở nhỏ, rất là nhỏ ôm để nó làm cầu chì. Các bạn có thể thay nhỏ là được rồi. Độ chính xác thì có thể là nó lệch một tí xíu nhưng không sao. Rồi bây giờ mình sẽ thay nha các bạn ha. Đối với các bạn cứu vãn lại những cái đồng hồ mà bị cháy như thế này thì các bạn ok. Những cái phương pháp rất là tuyệt vời mà nó đơn giản nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mẫu hàng nha. Mình sẽ thay cho các bạn xem. Rồi để như vậy thì các bạn dễ thấy ha. Rồi cách thay con điện trở này nó cũng đơn giản các bạn ha. Các bạn chập vào một đầu đây nè, các bạn chập đầu đây nè, đó các bạn cho thêm một tí chì đây, các bạn lấy nhanh tay nha, nhanh tay. Rồi thế thì nó đã văng ra rồi các bạn, nhanh tay rồi nó sẽ nhăn ra ngoài, rồi mình bỏ ra ngoài nha. Đây nó văng tới đây luôn nè, rồi văng tới đây luôn nè. Bây giờ để mình đo con này là còn không, là nó cháy đen này ha. Đo con này là có còn không. Và trước khi mình đo thì mình lấy một thêm một con nữa nha các bạn. Con này nữa đi ha. Trước khi mình đo là mình nhớ là sử dụng cái đồng hồ nó đang còn nghiêm chỉnh nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy con này nữa, các bạn chấm vào đây cái nè. Các bạn nhớ cho thêm chì nha. Cho thêm chì vào để cho nó dễ nóng chảy đó. Rồi các bạn cho thêm chì để dễ nóng chảy nè. Rồi các bạn chích bên đây nè, chích bên đây, chích bên đây, nhanh tay nha. Rồi luồn nó ra. Đây nó nằm đây nè các bạn. Đó, bây giờ để vô đây. Đâu rồi, con kia đâu rồi? Đây con kia nó nằm dưới đây nè. Rồi mình sẽ đo hai con này xem sao. Đó. Mình đo trên mạch là thấy nó đã chết rồi. Nó đã không còn tốt nữa thì mình đo thử cái sao nè, chập kim nè, giờ mình đo nó nè. Rồi không còn ha, không còn nữa, hết kêu rồi con này coi. Rồi không còn kêu nữa. Rồi cái con điện trở mà cầu chì như thế này nè, chỉ không phải mấy ôm thôi, mình kiếm rất là dễ dàng, ở trong tất cả các bo nguồn nào cũng có nha các bạn. Kiếm nó, và thầy mò đang kiếm được một vài con đây. Rồi thầy mò cũng lấy ra một con ở trong những cái máy khác nè. Bây giờ mình đo nó coi có nó còn không nè.
Giờ nó cũng chết luôn rồi. À, con này còn này các bạn. À, lộn, cái con mình nói lấy ra là con này. Rồi, mình thay con này vào nha các bạn. Đây. Đậm đầu. Rồi mình cứ để vào. Để đại vào đi. Ha. Cho nó lật nghiêng lật ngửa như mình dùng mỏ hàng nha. Mình dùng mỏ hàng mình chích nó. Mình lật nó. Rồi kéo nó vào. Cái động tác này các bạn phải thực hành nhiều lần vậy đó. Các bạn có thể làm được nha. Rồi chích tới chích lui. Các bạn có nhựa thông thì nhựa thông nha. Mình ghét sử dụng nhựa thông lắm. Nhựa thông các bạn có thể sử dụng không rành thì các bạn dùng nhựa thông. Tại vì nhựa thông nó sẽ làm ố ố cái mặt nó khó chịu lắm. Đó. Mình thì mình dùng chì tốt. Rồi ok chưa? Các bạn nhìn nè. Được chưa? Còn con này thì có thể thay con khác nha. Hoặc là mình có thể lấy cụ chì các bạn. Cụ chì, lấy cụ chì nè. À, cụ chì để mình hàng. Ở cụ chì này bự quá. Bự quá. Vậy mình kiếm con khác luôn. Rồi mình có thể lấy một cái con này nè các bạn. Con này là cái nhiêu nè. À, vàng, tím và bạch kim. Thì có thể là 0,47 ohm nha các bạn. 0,47 ohm là gắn đây cũng được này ha. Rồi mình sẽ gắn đây. Rồi trước khi mình gắn cầu chì vào mình hàng đây cái nha. À, bên này, bên này. Rồi mình sẽ cho cái cầu chì vào nè. Cầu chì vào nha các bạn. Để xuống mình ấn luôn nè. Ấn luôn. Rồi sau đó mình cắt. Rồi mình cũng trở thành một cái cầu chì ngon lành xịn sò chứ không dẫn đâu ha. Rồi ok bây giờ mình sẽ cắm điện vào và gáp lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay một vòng lại cho các bạn xem cái mạch của một cái máy khác còn mới. Để cho các bạn xem là vị trí của cái con điện trở như thế nào để các bạn làm tài liệu, các bạn chia sẻ trên Zalo, Facebook. Để sau này các bạn móc tìm tòi lại nha. Lỡ video này mà thầy mò có xóa đi thì các bạn cũng có để mà dùng. Đây là gì? Đây là cái Anen A830L nha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại. Ok, mình sẽ ráp lại nha các bạn. Cắm điện nào, coi. Rồi, thế thì chúng ta đã có một cái đồng hồ nghiêm chỉnh lại rồi ha. À, tuy nó ban đầu nó cũng không có thấy triệu chứng gì. Nhưng mà mình cũng chưa có đo cái ampe này các bạn ha. Nhiều khi nó bị hư cái ampe này. Để cho rút ngắn thời gian để cho các bạn làm cho các video các bạn nhanh. Nếu các bạn nào còn thắc mắc cái gì thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Để mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, các bạn hãy xem thật kỹ sơ đồ. Xem vị trí của tất cả các con linh kiện nó nằm ở đâu. Để các bạn biết được sau này gặp cái đồng hồ như thế này thì các bạn lật nó ra. Căn cứ vào sơ đồ này các bạn thay con điện trở được không nào? Quá được đi chứ, đúng không nào? Đồng hồ thì các bạn phải sưu tầm rất là nhiều cái sơ đồ mạch để các bạn có thể sửa được khi các bạn nhận một cái đồng hồ của ai đó. Hoặc là đồng hồ của các bạn hư, các bạn cũng biết tự sửa. Rồi cảm ơn Cáp Cúc, tri ân Cáp Cúc đã cho biên tập phần mềm này không logo.